khi bạn cầm một tách cà phê. Hãy quan sát cảm xúc sinh ra ở đầu. Trước hết, mắt bạn thấy ly cà phê, mũi ngửi được hương cà phê. Lúc này bạn có thể khởi tâm ưa thích, hoặc có thể là ghét. Khi bắt đầu đưa miệng uống một ngụm đầu tiên, cảm giác ưa thích có thể sinh ra ngay nơi lưỡi. Hãy quan sát kỹ, khi nào cảm xúc, cảm giác cảm thọ sanh ra, chúng là loại gì, thích hay không thích, khi nào chúng xuất hiện, khi nào chúng biến mất. Tâm trí của chúng ta chỉ có thể nhận thức một sự kiện tại một thời điểm. Khi nó thích, nó sẽ không có cảm giác ghét. Vì vậy, sự thích thú xuất hiện, và sau đó sự thích thú biến mất. Và khi sự thích thú biến mất, sự không thích bắt đầu xuất hiện. Và khi sự không thích kết thúc, sự thích thú lại xuất hiện. Và có lẽ, chúng ta thấy mình trong trạng thái do dự, bối rối. Đó là không thích, cũng không ghét. Chúng ta có thực sự thích hay không thích? Nhưng vì chúng ta chưa đủ trình độ phân biệt nơi tâm, chúng ta tiếp tục nhầm tưởng rằng chúng ta không thích, cũng không ghét. Vì hành động này đã được thực hiện nhiều lần trong một ngày, và nhiều ngày theo cùng một cách, ý thức của chúng ta đã đánh giá sai. Và do đó, nó làm phát sinh trạng thái, do dự, bối rối. Người tu học, thực hành phải quan sát cẩn thận. Khi ăn, điều gì ăn trước? Bộ phận nào của cơ thể chúng ta ăn? Ăn theo ý nghĩa tâm lý, mắt ăn trước, mũi ăn trước, cuối cùng là lưỡi ăn. Hay là còn cái gì khác ngoài mắt, mũi và lưỡi đã ăn? Hãy từ từ nhận thức trạng thái của tâm. Tâm luôn luôn thay đổi. Khi sự nhận thức cao độ sẽ thấy được rất rõ. Tâm thay đổi trong từng sát na, và lúc ấy bạn đạt được tuệ vô thường.